ăn chung, ngủ chung, đi học chung, cà khịa chung. Nếu gamer thủ có một người gamer thủ mà làm cái gì cũng phải cùng nhau thế hệ chịu thì chúc mừng gamer thủ đã tìm ra người gamer thủ thân của cuộc đời mình rồi. Chuyện sát cánh cùng nhau 24/7 không biết chán là chuyện quá đổi bình xoàng với bất kỳ cặp gamer thủ thân nào. Không gặp gỡ nhau cũng tìm cách nhắn tin cho nhau để tám chuyện thiên hạ. Tuy nhiên thế hệ đây dân mạng đang truyền tay nhau câu chuyện rằng gamer thủ thân không nên nhắn tin cho nhau quá nhiều, nhất là nếu một trong hai người bận rộn bệnh cầm lỗi chính tả. Cụ thể, trên trang Bắc Kinh Sê Côn Phe Sôn có đăng tải một câu chuyện với tựa đề Nghĩ chơi gì đứa gamer thủ suốt ngày cầm lỗi chính tả. Lý do làm rạn nứt tình gamer thủ cột mát thời 40. Ảnh chụp màn hình. Trong đoạn Côn Phe Sôn dài dằng dặc, cô gamer thủ đã kể chi tiết lý do vì sao mình và đứa gamer thủ thân ra nghỉ chơi. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi chúng mình cùng nhau lên đại học. Bạn mình ở đầu sông còn mình ở tận cuối sông, một đứa ở Cô Lô Nhu, một đứa ở tận Hà Đông cách nhau mười mấy cây số. Mình và tao phải chấp nhận chơi xa. Từ đấy thì chúng mình thế hệ chuyển qua nhắn tin nhiều hơn với nhau vì không phải lúc nào cũng rảnh mà căng được. Và cũng từ đấy mình thế hệ phát sinh ra đam mê chỉnh lỗi chính tả của con gamer thủ mình, cô gamer thủ bày tỏ. Nguyên văn đoạn Côn Phe Sôn như sau. Kể ra lại thấy buồn các gamer thủ à. Mình có con gamer thủ thân chơi với nhau được 2 năm rồi. Được cái hai đứa cũng hợp nhau, cùng học đần độn toán, thích ăn đêm, ghét màu hồng và đam mê cà khịa. Trời ơi, mình với nó không gặp gỡ thì không làm sao nhưng mà ngồi với nhau thì chuyện nhiều lắm, mà có đứa để nói xấu nữa thì đúng là thôi rồi. Vấn đề duy nhất mà tình gamer thủ thiên liêng của chúng mình gặp gỡ phải chính là việc mình hay viết sai chính tả và con gamer thủ lại thích cầm lỗi chính tả. Vấn đề đấy sẽ rất nhỏ khi ở cấp 3, vì hồi đấy ngày nào cũng gặp gỡ nhau mà thì thầm thì lại không bao giờ có chuyện nói sai chính tả cả. Thế nên mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi chúng mình cùng nhau lên đại học. Bạn mình ở đầu sông còn mình ở tận cuối sông, một đứa ở Cô Lô Nhu, một đứa ở tận Hà Đông cách nhau mười mấy cây số. Mình và gamer thủ phải chấp nhận chơi xa. Từ đấy thì chúng mình thế hệ chuyển qua nhắn tin nhiều hơn với nhau vì không phải lúc nào cũng rảnh mà căng được. Và cũng từ đấy thế hệ phát sinh ra đam mê chỉnh lỗi chính tả của con gamer thủ mình. Người viết sai chính tả là mình. Người làm sai là mình. Nhưng các gamer thủ thử nghĩ xem, có đứa nào muốn mình viết sai chính tả hay không? Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi và vô hình chung nó biến thành thói quen. Mà thói quen thì đâu ai dễ ợ mà dứt bỏ. Chứ bản thân mình cũng muốn viết đúng lắm chứ, cơ mà bất lực. Nhiều khi mình cũng bảo nó kệ đi, nhắn tin thì cái đấy không quan trọng mấy. Nhưng mà việc nhìn thấy tiếng Việt bị tha quá trong tay mình như cái đinh trong mắt nó, không phản biện là nó không chịu được. Và từ đấy tình gamer thủ của chúng mình mở màn có những vết rạn nứt gì không tìm thấy điểm chung nữa rồi. Kiểu như hai đứa đang thì thầm chém gió, bóc phốt rất hăng say, đang lên đỉnh thì nó lại làm quả, e sai chính tả thì mày, e dương no dương cảm giác tục cảm xúc kinh hoàng khủng. Giống như kiểu mấy bộ phim trên truyền hình khi đang đam mê với nghề nghiệp kỳ khôi nào đấy thì lại bị bố mẹ cấm cản vậy. Nghĩ nó chán ghê gớm. Nhiều hôm mệt mỏi muốn nhắn tin với nó thì thầm vui vui, cũng dặn trước là lỡ có viết sai chính tả thì cứ im đi, cao lại rồi đến cuối tháng gửi mình. Nhưng câu chuyện mở màn rất đẹp đẽ, gần kết là ghê sai chính tả kìa mày và sau cuối là người dùng Facebook. Tao chặn nó đấy, dù biết mình sai mà vẫn không thể nào kiềm chế được. Bọn viết đúng chính tả làm gì hiểu được cảm giác của bọn như mình. Chứ có vui mắt gì đâu. Khổ tâm lắm. Tâm sự thế này mà cứ phải đọc đi đọc lại xem có đang viết sai chính tả chỗ nào hay không đấy các gamer thủ à. Nên lỡ có sai thì đừng soi, cảm thấy mình bất hạnh lắm rồi. Ngay sau khi đoạn Côn Phe Sôn được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ rằng mình cũng hay bận rộn lỗi chính tả khi nhắn tin nhưng chưa đến mức bốt nhau như thế này. Bạn của gamer thủ vẫn dễ tính ghê, chứ mình còn soi cả lỗi ngữ pháp, không riêng chính tả đâu, gamer thủ hồng trà bình luận. Định tắt gamer thủ ý vào nhưng kinh hoàng nghĩ chơi nên thôi. Xin lỗi gamer thủ chứ viết sai chính tả nhìn tức giận lắm, gamer thủ thề dung cho hay. Dân ngôn ngữ rất ghét sai chính tả thế mà khi nhắn sai tứ tung các kiểu. Và thế là trò kiểu thế hệ mở màn, gamer thủ Phạm Ngô Dương bình luận. Bài này của chủ Côn Phe Sôn đã được sửa chính tả chăng, sao mà không thấy sai, gamer thủ Minh Huyền vui nhộn chia sẻ.
người ta nghĩ chơi gì sai chính tả, còn gamer thủ thì sao nhỉ?